Xin chào các bạn. Bây giờ thì tôi đang ở Đà Nẵng và trong một vài ngày tới thì tôi sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh với chương trình có tên gọi là Đánh thức sự giàu có. Đây là một cái chương trình mà trong suốt một năm qua rất nhiều bạn đã chờ đợi để nó được diễn ra, nhưng mà vì giãn cách xã hội nên là chúng ta không được gặp gỡ nhau. Vậy cho nên là lần này thì chương trình sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái lý do mà tôi tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh bởi vì Hà Nội đã có cái chương trình Sales Success System rồi, cho nên là chương trình này sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thì tất cả chúng ta đều không có, và lý do là chương trình thì cũng tôi rất ít thời gian để có thể làm chương trình. Năm nay thì dự kiến cũng chỉ có một hoặc hai chương trình này như thế này thôi, cho nên là đây cũng là cái cơ hội hiếm có để các bạn có thể đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh. Rất nhiều người đã bay về từ nước ngoài trong suốt 2 năm qua, các bạn đã học online cùng với tôi trên các cái nền tảng, từ video trên YouTube hay là các bạn đã học ở trên Zoom. Và bây giờ thì có cái cơ hội được gặp gỡ trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh thế này, thì rất là nhiều người từ các quốc gia đã bay về thành phố Hồ Chí Minh để chờ đợi cho chương trình này. Và tôi hy vọng rằng nếu các bạn may mắn được nhìn thấy video này thì các bạn cũng sẽ có mặt tại chương trình này. Đánh thức giàu có không chỉ là một chương trình chia sẻ chúng ta những cái niềm tin tích cực, những cái quan điểm sống mới, mà đánh thức giàu có còn là một cái chương trình mà chúng ta sẽ cùng với nhau lập ra những cái hệ thống tư duy mới, niềm tin mới để cho cuộc sống của chúng ta trở nên hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và an bình hơn. Cái thành quả về tiền bạc, về sự giàu có của chúng ta thì nó đến từ những cái sự nhận thức. Trước hết chúng ta phải nhận thức được rằng cái việc mà chúng ta mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, cái việc mà chúng ta mong muốn có một cái cuộc sống mạnh khỏe, đó là cái điều tất yếu. Cũng giống như tôi ngày hôm nay đang tham gia vào một cuộc thi đấu thể thao tại thành phố Đà Nẵng. Tại thành phố Đà Nẵng lúc này thì thời tiết cũng rất là ủng hộ, và tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là chỉ còn vài ngày nữa thì tôi sẽ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như là cuộc sống của chúng ta, nhiều năm trước tôi cũng bận rộn, tôi cũng vất vả với cuộc sống của mình, nhưng mà không đạt được những cái điều mình mong muốn. Và cuối cùng thì tôi đã biết rằng là đâu đó trong cuộc sống này có những cái sự nghẽn ở đâu đó mà chúng ta cần phải gỡ nó ra khỏi cuộc sống của mình để thông tất cả những cái nút thắt này cho cuộc sống của chúng ta được vãn miện như ý. Đánh thức giàu có giúp chúng ta mong muốn cho chúng ta tất cả đều luôn luôn có cuộc sống hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và thành công hơn. Tôi hy vọng rằng những cái chia sẻ của tôi trong chương trình này là những cái đúc kết trong hơn 20 năm làm kinh doanh sẽ cho các bạn những cái bài học, cho bạn những cái niềm tin và cho bạn cả những cái chiến lược mới để phát triển công việc kinh doanh, phát triển cuộc sống, phát triển những sức khỏe của mình, và đặc biệt hơn sống cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn. Tôi sẽ gặp lại các bạn ở trong chương trình và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Phạm Thành Long từ Đà Nẵng, hẹn gặp lại tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào.